Cựu Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình nhưng vẫn bị Đảng Dân Chủ lôi ra luận tội. Bão tuyết kinh hoàng bất ngờ tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ, dự kiến tuyết sẽ phủ một lớp dày 60 cm, giao thông bị đình trệ. Cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar đang thu hút sự quan tâm của thế giới. Quân đội nước này tuyên bố sẽ bắt giam tất cả các yếu nhân của chính quyền dân sự. Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị một tuần mới vui vẻ. Kính thưa quý vị, hôm qua ngày 1 tháng 2, cựu Tổng thống Donald Trump đã được đề cử giải Nobel Hòa bình vì những cống hiến của ông trong sự việc mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Ngoài ra, ông Trump cũng là vị Tổng thống đầu tiên trong vòng hơn 30 năm qua không đưa nước Mỹ vào bất kỳ cuộc chiến lớn nhỏ nào. Con rể của ông Trump cũng là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, Chuck Schumer, cũng nằm trong danh sách đề cử vì cậu đã có công tham gia đàm phán trực tiếp và đạt được 4 thỏa thuận hòa bình giữa Israel và các nước Trung Đông. Tuy rằng ông Trump cùng các con gái, con rể đã làm việc không lương cho nước Mỹ và mang lại những thành tựu to lớn như vậy, nhưng những người của Đảng Dân Chủ cánh tả cực đoan cùng 10 thành viên của Đảng Cộng Hòa vẫn luận tội ông vào lần thứ hai vào ngày 9 tháng 2 tới. Những người này đang phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ đồng nghiệp và cả người dân Mỹ. Bởi sự kỳ vọng, sự ủng hộ và sự yêu mến của người dân Mỹ dành cho cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang ở mức rất cao. Điều này thể hiện rất rõ ở việc, chỉ sau vài ngày kêu gọi ủng hộ, đội ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump đã quyên góp được gần 40 triệu USD, tức là gần 1.000 tỷ đồng. Đây là một số tiền kỷ lục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Kính thưa quý vị, trong khi đại dịch virus vẫn còn đang hành hoành nghiêm trọng, thì ở vùng Đông Bắc của Mỹ lại bất ngờ phải hứng chịu một trận bão tuyết rất lớn. Rất nhiều tiểu bang đang phải hứng chịu hậu quả, nhưng nơi phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất có lẽ là thành phố New York. Tuyết sẽ phủ một lớp dày khoảng 2 feet, tức là hơn 60 cm, khiến giao thông và rất nhiều hoạt động ngoài trời bị đình trệ. Ngay cả hoạt động cứu trợ COVID cũng phải dừng lại. Dự kiến bão sẽ kéo dài đến tận trưa ngày mai, theo giờ Mỹ. Kính thưa quý vị, một vụ đảo chính bằng vũ lực đã xảy ra, nhưng không phải ở Mỹ mà là Myanmar. Quân đội Myanmar sau khi bắt giữ Tổng thống cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của nước này đã tuyên bố kiểm soát đất nước và ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện nay tại Myanmar đang diễn ra tình trạng mất điện và mất liên lạc trên diện rộng. Các ngân hàng đóng cửa, binh lính quân đội ở khắp các đường phố lớn nhỏ ở Yangon, khu đô thị lớn nhất ở Myanmar. Người dân các nơi đang trong tình trạng hoảng loạn, họ đang tìm cách đi rút tiền, mua gạo và các loại lương thực để dự trữ. Về nguyên nhân thực sự của cuộc đảo chính này tại Myanmar cho đến nay vẫn đang còn là một ẩn số. Đã có ý kiến cho rằng lần đảo chính này có liên quan đến cuộc bầu cử tại Myanmar vào tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Hiện tại, Myanmar đang ở trong tình trạng bất ổn và các nước trên thế giới cũng đang bắt đầu lên tiếng về cuộc đảo chính này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tới quý vị độc giả những thông tin mới nhất. Minh Anh và ekip xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Okay, got it.